Sự trì hoãn là kẻ thù của thành công. Đừng chờ đợi đến ngày mai, vì hôm nay là ngày quý giá nhất trong cuộc đời của bạn. Bạn không thể giữ lại ngày hôm nay. Đừng để ngày hôm nay trôi đi lãng phí. Hãy để hôm nay tràn ngập nụ cười thay vì sự giận dữ. Hãy để hôm nay tràn ngập tình yêu thay cho sự căm thù. Hãy làm mọi thứ trong ngày hôm nay thay vì chờ đợi đến ngày mai.